My name is Nancy Bui. Today is Monday, March the 7th, 2011. I am going to interview Mr. Nguyễn Chính at Saigon Houston Radio Station on Bel Air, Houston, Texas. This is a part of the 500 Oral History Project of the Vietnamese American Heritage Foundation. Dạ thưa ông có thể cho biết tên ông là gì và ông sinh trưởng tại đâu không ạ? Dạ tôi là Nguyễn Chính Kết. Sinh năm 1952. Sinh tại làng Bến Thôn, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây. Là tức là miền Bắc Việt Nam. Đó là năm nào ạ thưa ông? 1952. 1952. Dạ. Thưa ông, tỉnh Sơn Tây thì ông có được lớn lên ở đó hay ông phải đi ra khỏi tỉnh? Dạ vâng. Năm 1954 sau Hiệp định Geneva đó thì gia đình tôi cùng đi theo với lại rất nhiều người trong làng đi di cư vào trong làng. Dạ vâng. Dạ. Chắc còn bé quá ông còn nhớ gì về cái chuyến di cư đầu tiên đó không ạ? Dạ không. Lúc đó tôi mới có 2 tuổi cho nên là không biết gì hết nhưng mà ba má tôi cứ kể lại là trên tàu tôi đó, trên tàu thì tôi bị bệnh sởi đó và dường như gần chết luôn ạ. Và ba má tôi thì không biết rằng là ở trên tàu có vấn đề y tế có và cũng và nếu mà có chết thì ở trên tàu người ta cũng có thể giúp mình lo những cái vấn đề mai táng. Thì thành thử ra là ông bà cụ tính là nếu mà tôi chết ở trên biển thì sẽ lấy chiếu gói lại rồi quăng xuống biển. Dạ, coi như là cũng sống sót, là người sống sót từ hồi nhỏ lắm đây mà. Dạ vâng. Dạ vâng. Thưa ông, vào đến Nam thì gia đình ông và gia đình sống ở đâu ạ? Mới đầu thì gia đình tôi được xếp ở bàn cờ. Thế nhưng mà chỉ một thời gian rất là ngắn. Thì sau đó thì cả cái làng của tôi, những cái người mà cùng đi di cư ở miền Bắc á, thì thuộc những cái giáo xứ ở cái vùng Sơn Tây đó. Thì có một linh mục đưa những cái gia đình đó về một cái giáo xứ ở tên là giáo xứ Sơn Lộc, thuộc xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Hồi đó là quận Củ Chi, tỉnh Bình Dương. Về sau này thì nó đổi cái tỉnh là tỉnh Hậu Nghĩa và bây giờ thì nó là thuộc thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn. Dạ vâng, thưa ông, về Củ Chi đó thì ông lớn lên và đi những cái năm tiểu học, trung học ở đó hay sao? Không, tôi chỉ ở đó từ năm 1954 cho đến năm 1960. Rồi sau đó là gia đình tôi di cư về xóm mới, chuyển nhà về xóm mới. Sở dĩ mà phải chuyển nhà đó là tại vì năm 1959 thì Mặt trận Giải phóng miền Nam thành lập và Củ Chi là một trong những cái nơi mà xuất phát của cái Mặt trận Giải phóng miền Nam. Thì họ tới, họ khủng bố cái vùng, cái xứ đạo của tôi rất là nhiều. Nhiều người đã bị bắn chết. Nhiều người đã bị, nhất là những cái người mà làm việc cho chế độ đó, cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thì nhiều khi bị xử tử, bị giết. Mà gia đình tôi đó thì cũng là một cái gia đình mà cũng có vẻ cũng hơi chống cộng. Thế cho nên là gia đình tôi phải dọn về xóm mới năm 60. Thưa ông, nhắc đến Củ Chi đó thì hiện tại bây giờ bên miền Nam họ có những cái coi như cái di tích của chiến tranh, thí dụ như những cái hầm hố địa đạo đó, người ta nói là cái cán bộ cộng sản là phải nấp ở dưới đó để tránh cái sự lùng bắt của bên phía quốc gia. Nhưng mà về như ông nói ban nãy đó thì những người ở trong là phía quốc gia cũng bị bên phía họ coi như là lùng bắt bắn giết như vậy đó, phải không? Những người mà làm việc cho bên quốc gia đây là những là dân sự đó, thí dụ như trưởng ấp hay là những người làm việc ở trong ấp. Rồi cái thứ hai đó là trong cái thời gian đó đó, những người mà là quân nhân đi nhiều khi đi về thăm gia đình trên đường đi về là bị họ chặn xe dọc đường và họ bắt nguyên nhiều khi tất cả thanh niên nó đi vô rừng và nhiều khi bị chết, nhiều khi họ bỏ xuống dưới giếng. Và
một thời gian quên mấy ngày sau thì thân nhân mới khám phá ra là người thân của mình bị nằm ở dưới giếng hay là ở ngoài đồng vân vân. Dạ Và trong đó thì có cả những cái thanh niên không hề đi lính, không vâng. mà họ nghi là đi lính. Dạ. Thưa ông, thế thì ở lúc đó ông 8 tuổi, năm 2 đến năm 60 là ông đang 8 tuổi, thì ông có đã nhìn thấy cái chết nào hay trong gia đình hay là bạn bè thân quyến có ai bị mà ông biết trực tiếp không? Dạ. À, tôi lúc đó còn nhỏ cho nên là không có biết những cái chuyện đó, nhưng Dạ. mà về sau này đó Dạ. thì khi sau khi mà lớn lên rồi ở những chỗ khác đó, thì tôi mới được nghe bố mẹ tôi kể là người đó bị chết như thế nào như thế nào. Thưa ông, về xóm mới thì ông đi học tiểu học, trung học và lên đại học ở đó hay sao? Tôi về đó, đó thì tôi học lớp 3, Dạ. tức là bây giờ nó cũng là cũng là hình như cũng là lớp 3 đó, Dạ. ở trường Dũng Lạc. Dạ. Xóm mới đó, nó là Dạ. một cái cũng là một cái vùng tụ tập những cái dân di cư ở miền Bắc vô, Dạ đa vâng. số là người Bắc. Dạ. Vâng, thì ở đấy có hai cái trường, trường Dũng Lạc với lại trường Vinh Xuân Liêm, Dạ. đó là trường trung tiểu học tư thục. Dạ Nó vâng. còn có một cái trường công lập nữa đó Dạ. là trường Phan Tây Hồ. Dạ. Vâng, Dạ vâng. thì tôi học ở trường Dũng Lạc. Dạ. Tôi học từ năm 1960 Dạ. cho tới năm 1960 65, Dạ. tức là học đại lục, bây giờ nó là lớp 7 đó. Dạ. Thì sau đó tôi đi tu. Dạ vâng. Đi tu thì tôi học ở tiểu trung viện Sài Gòn, số 6 Cường Đệ. Vâng. Thưa ông, như thế thì ông có còn có một cái kỷ niệm nào ở cái tuổi thanh thiếu niên ở xóm mới đi chơi với bạn bè, có những cái gì mà giờ này ông vẫn còn nhớ không? À, vẫn còn có. Dạ. À, tôi một trong những cái mà tôi nhớ nhất đó là khi mà tôi học ở trường Dũng Lạc Dạ. thì có những cái giờ giờ giáo lý chẳng hạn, Dạ vâng. thì nhờ do một linh mục dạy Dạ. thì chúng tôi có nhiều tại vì không có ép buộc phải học cái đó, Dạ. nhất là những cái người mà không phải là Kitô giáo đó thì Dạ. có thể nghỉ. Dạ. Thì tôi nhiều bạn bè họ rủ Dạ. tôi đi vào trong gọi là cúc cua, hay Dạ. là còn gọi một cái từ khác gọi là bát học. Dạ. Thì họ dẫn mấy mấy người bạn của tôi dẫn tôi đi vào trong, ở đó nó có gần trường, cách trường Dạ. chừng cây số, nó có những khu rừng. Dạ. Chờ vào cái mùa giờ xuân đó là rất là nhiều mai đẹp lắm, và những cái đường ở trong đó đó nó có những cái cây, có những cái cây tre trồng hai bên, Dạ. nó phủ kín giống như là một Ồ. cái đường hầm vậy đó. Dạ. À, rất là đẹp. Dạ. À, vâng, thì đấy là một trong những cái Dạ. kỷ niệm mà tôi cứ nhớ hoài. Dạ. À, thưa ông, thì ông lớn lên sau đó ông nhìn trở lại những nơi đó thì ông thấy thế nào, cái cảnh trí Việt Nam sau này đã khi ông những cái năm gần đây nó có thay đổi gì nhiều không? À, thí dụ như những cái khu rừng mà trước đây vào năm lớp 3, à vâng, hay là tôi học ở đó cho tới năm đại lục đó, thì lúc đó nó còn là những khu rừng trồng mai, trồng trúc, trồng đủ các loại cây. Thế nhưng mà bây giờ đó, chỉ chừng 7-8 năm sau đó, đó thì là họ không còn là những khu rừng nữa mà là trở thành những khu dân cư. Về sau này cái ở xóm mới đó thì có lập thêm nhiều một và hai giáo xứ, thì những cái khu rừng đó bây giờ nó biến thành là một cái khu dân cư của các xứ, của hai bác xứ đạo mới thành lập. Thưa ông, trong gia đình ông có đông anh em không và ông là người thứ mấy cơ? À, bố mẹ tôi có 9 người con. Ông Dạ vâng. Thì tôi là anh cả. Bố mẹ tôi sinh năm 1927, đó là bố tôi, còn mẹ tôi sinh năm 1929, lập gia đình năm 45. Rồi 9 anh em thì tôi có 7 anh em trai và 2 cô con gái út. Thưa ông, thì là một người anh cả trong gia đình Việt Nam thì có cái trách nhiệm gì nặng nề không? Và ông đã phải
coi như là lo những cái chuyện gì cho những người em, thay cho cha mẹ không? Vâng. Tôi năm 13 tuổi đó, thì tôi sau khi học xong đại lục thì tôi bắt đầu đi tu. Và trong cái khi mà tôi đi tu đó, thì tôi được giáo dục rất là nhiều. Và cái tinh thần trách nhiệm của tôi đối với các em nó cũng lớn lên, nó cũng càng ngày càng ý thức hơn về cái trách nhiệm đó. Cho nên nó là nhưng mà tôi lại không được sống gần gũi với các em. Tại vì tôi chỉ kỳ hè mới về sống với gia đình, mà sống với gia đình thì cũng chỉ sống chừng 2 tháng. Còn 1 tháng tôi sống với lại linh mục mà bảo trợ cho tôi đó, tức là giúp tôi đi tu đó. Khi mà ý thức được cái trách nhiệm của mình đối với các em đó, thì tôi thường là tôi viết thư, cứ lâu lâu tôi lại viết thư về cho các em. Đó là một. Cái thứ hai đó là khi mà vào những cái kỳ hè đó, thì tôi tổ chức những cái cuộc picnic, rủ các em đi. Và để mà trước hết là tạo được cái sự gần gũi với nhau. Cái thứ hai là được sống với nhau trong một cái, chỉ có sống với nhau trong một cái giới hạn không là vâng, cho của một cuộc picnic, thành thử ra có thể tâm sự, có thể bảo ban nhau đủ thứ. Về sau này các em có gia đình thì họ cũng đi chung với chúng tôi luôn. Thì có thể nói đó là nhờ có những cái sinh hoạt riêng tư như vậy đó mà anh em của chúng tôi rất là đoàn kết với nhau, rất là thương yêu nhau. Thưa ông, thì trong gia đình ông có những cái truyền thống gì mà cha mẹ truyền lại cho ông mà ông vẫn còn ngày đến ngày nay và ông cũng muốn truyền lại cho con cái của mình? Một trong những cái truyền thống của gia đình tôi đó, trước hết đó là vào những ngày Tết thì tất cả các con cái tụ tập lại vào 7 giờ sáng ngày mùng 1 Tết để mà chúc tuổi cha mẹ. Thì trong cái buổi chúc tuổi cha mẹ như vậy đó thì chúng tôi thì lồng nó vào trong một cái buổi đọc kinh để mà thánh hóa, dâng cho Chúa chọn cái năm đó. Thì trong cái buổi đó đó thì tôi là cái người anh cả, cho nên là hướng dẫn gia đình cầu nguyện. Tôi có đọc một đoạn kinh thánh, rồi giải thích cái đoạn kinh thánh đó, sau đó rồi đọc một vài kinh, rồi mới chúc tuổi cha mẹ, rồi cha mẹ lì xì cho con cái, rồi con cái thì lì xì cho mấy đứa nhỏ nữa, mấy đứa con. Thưa ông, thì ông nói đến cái quãng đời đi vào nhà tu, thưa nhà tu công giáo phải không ạ? Để làm linh mục. Thưa ông, thì vì sao thì ông quyết định đi tu ạ? Khi mà tôi còn ở cái giáo xứ Sơn Lập ở Tân Phú Trung, Củ Chi đó, thì các linh mục cũng đào luyện tôi từ hồi đó. Có một cái có một linh mục lúc mà tôi 7-8 tuổi đó, thì đó là linh mục Dư Tác Thiện. Ông ấy thấy tôi thấy tôi cũng gia đình đạo hạnh, thực ra là ông ấy cho tôi một cái cuốn sách nhỏ bằng vải thôi dày cỡ này, trong đó thì có 31 cái bài chầu thánh thể. Thì lúc đó tôi mới biết đọc chữ thôi. Thực ra là bố mẹ tôi khuyến khích vô trong mỗi buổi trưa, từ 2 giờ trưa cho tới 3 giờ trưa thì tôi cầm cái cuốn sách đó lên và tôi đọc ngày nào cũng vậy. Thế thành thử lúc đó đọc thì chả hiểu gì cả, nhưng mà cứ đọc vậy thôi. Thành thử cho về sau cha xứ đó, khi mà họp với các bà mẹ công giáo hay là các phụ huynh ở trong giáo xứ đó, thì luôn luôn lấy tôi ra làm một cái gương mẫu. Và bố mẹ tôi cũng là một cái gương mẫu, là sao mà đào luyện con được chịu khó đi nhà thờ như vậy. Thì từ đó đó, cái thứ hai nữa đó là trong gia đình tôi thì có mấy người chú đi tu.
và có một người chú làm linh mục, về sau ông ấy làm giám đốc đại chủng viện Xuân Đức Huế sau Đức Cha Lâm. Thì chính vì thế cho nên là tôi có một cái ấn tượng rất là tốt về giáo hội Công giáo cũng như là về các linh mục. Và chính vì thế cho nên năm sau khi học xong đại lục thì tôi đi vào tu ở chủng viện Sài Gòn. Thưa ông, đời sống của một tu sinh ở trong cái tiểu chủng viện Sài Gòn nằm ở đường Cường Đề, đó tức là cũng là nằm ở trong cái nội thành của thành phố Sài Gòn, cái đời sống ở trong nó như thế nào? Cái giả dụ như là một ngày của một tu sinh là những gì, có thể ông nói cho biết không? Dạ vâng. Sáng dậy thì khoảng chừng 5 giờ là thức dậy, sau đó lại đánh răng rửa mặt, rồi vô trong lớp học để mà suy gẫm, tức là một cái hình thức cầu nguyện riêng với Chúa. Người ta có thể dùng những cái sách đạo đức hay là thánh kinh hay là gì đó để đọc, và trong cái lúc mà đọc như vậy thì có những cái tư tưởng nào mà nó đánh động mình thì mình dùng cái tư tưởng đó để mà nói chuyện với Thiên Chúa. Sau bây giờ suy gẫm như vậy xong thì khoảng chừng 6 giờ thì là vô dân thánh lễ. 6 giờ sáng ạ? 6 giờ sáng là dân thánh lễ. Dân thánh lễ xong thì vô vô ăn sáng. Ăn sáng xong thì có những cái giờ lớp, 4 giờ lớp ăn sáng. Tức là được dạy văn hóa mà ngay ở trong tu viện luôn, ở trong tu. Dạ vâng, vâng. Rồi tới ăn trưa. Ăn trưa xong thì lại có rồi đi nghỉ trưa. Nghỉ trưa xong rồi thì ban chiều cũng có những cái giờ học riêng. Ban tối cũng có những cái giờ học riêng. Giữa những cái cỡ chừng 5 giờ chiều thì là giờ chơi, tất cả mọi người ra sân chơi đá banh hay là chơi volley, chơi basket vân vân. Rồi tối cỡ chừng 9 giờ thì đi ngủ. Tương cái chương trình học ở trong tu viện là những gì? Học về văn hóa. Và ngoài ra thì có những cái giờ gọi là giờ tu đức. Thì các linh mục đào nói chuyện với các chúng sinh về vấn đề đạo, về vấn đề cách sống với Thiên Chúa như thế nào. Tức là nói chung là để giúp cho các chúng sinh phát triển về đời sống tâm linh. Thưa ông, thì ở trong đó thì học bao nhiêu năm rồi, có thì những cái bằng cấp của bên ngoài không hay là? Dạ vâng. Ngoài thì cũng thi, tức là học ở trong chủng viện thì học y chang chương trình như ở ngoài. Nhưng mà nói chung là ở trong đó thì tại vì có giờ học đàng hoàng, và ngoài ra thì còn học thêm những cái môn như là Latin hoặc là giáo lý, và một vài cái môn khác nữa tôi không còn nhớ nữa. Thế nhưng mà vì ngày nào cũng được có giờ học riêng á, thực ra là nói chung là các chúng sinh thì học giỏi, học rất là giỏi so với lại ở bên ngoài. Thưa ông, như vậy thì ông nói là ông học đến năm nào trong đó thì ông ngưng ạ? Tôi học cho tới năm 1973 thì tôi học xong hết tiểu chủng viện, tức là học xong chương trình trung học và đi thi tú tài. Sau khi thi tú tài đó thì tôi được gửi lên học ở đại chủng viện Giáo hoàng Học viện Đà Lạt. Ở đó là một cái trường có nhiều cái một cái trường đại học một thứ đại học Công giáo, có các giáo sư ngoại quốc về dạy. Và hồi đấy thì các giáo sư ngoại quốc dùng tiếng Pháp để chuyển ngữ. Thành thực ra là ngay từ khi mà ngay từ hồi còn nhỏ là tụi tôi đã được học tiếng Pháp, và tiếng Anh chỉ là sinh ngữ phụ thôi. Thành khi mà lên Giáo hoàng viện là phải tiếp xúc với các giáo sư, cũng như là làm luận án hay là làm bài thi làm gì đó thì đều bằng tiếng Pháp hết.
Nhưng mà tiểu chủ huyện cái kỷ luật nó gắt gao, có bao giờ bị phạt không, mà bị phạt là phạt như thế nào? Phải nói là hồi đó, đó thì cái vấn đề các linh mục ở trong đó thì cũng quan niệm cũng rất là cổ, thì cũng dùng roi vọt để mà phạt hoặc là bắt quỳ gối vân vân. Thì tôi cũng đã từng bị phạt vì lỗi kỷ luật ở trong đó. Một trong những cái kỷ luật mà khó giữ nhất đó là kỷ luật im lặng, im lặng vào những cái giờ, có những cái giờ phải im lặng, ví dụ giờ học là phải im lặng, giờ đọc kinh, giờ cầu nguyện là phải im lặng, có những cái lúc cầu nguyện riêng đó, là phải im lặng. Thưa ông, có hôm ông bị đòn là ông đã làm gì còn nhớ không? Còn chứ. Nhiều khi là bị đánh đòn đó, ông cha ông có một linh mục bây giờ thì ngài đã mất rồi, gọi là cha Alexi Lai Chư Khanh. Ông ấy là rất là thích đánh đòn các chúng sinh, và tôi cũng bị ông ấy đánh chắc trong suốt cái thời gian đó, cũng bị thời gian từ từ khi vào chủng viện cho tới khi ra khỏi từ chủng viện đó, thì cũng bị đánh cỡ chừng 4-5 lần. Đánh có đau không? Hay đánh quất thiệt mạnh hay sao? Quất mạnh thôi chứ. Đánh cho chừa. Thưa ông, thì lên Giáo Hoàng Học Viện, ông nãy có bạn kể đó là những năm 1973 rồi. Thì trong suốt thời gian đó ở bên ngoài kia đó, chiến tranh rất là vũ bão, bằng đủ mọi hình thức hết, từ những cuộc chính biến rồi sau đó là mậu thân vân vân, thì những cái ngày tháng đó thì trong cái khung cảnh của trong tu viện, ông có cảm thấy những cái điều đó không, ở trong đó sinh hoạt có cái gì mà bị cản trở bởi chiến tranh không? Dạ, cái thời tôi năm 1972 đó thì là cái thời kỳ gọi là mùa hè đỏ lửa. Thì trong cái lúc mà chúng sinh đi nghỉ hè đó, thì cái Giáo Hoàng Học Viện cũng bị quân cộng sản họ vô họ chiếm, và họ cũng có và Giáo Hoàng Học Viện cũng bị nhiều cái vết đạn làm đụng ở trên tường vân vân tới. Nhưng mà coi như cái hôm đó là vào cái dịp hè, cho nên là không có phải các chỉ còn một số linh mục ở lại và một số chúng sinh ở lại thôi. Thì họ có cái chỗ an toàn, cho nên không có ai bị gì cả. Còn trong thời gian đó đó thì nói chung là ở bên ngoài chiến tranh như thế nào thì ở Giáo Hoàng Viện vẫn được quân đội cũng như là chính quyền thời đó bảo vệ, cho nên là việc học không có bị gián đoạn. Thường thì ông ở trong Giáo Hoàng Học Viện cho đến năm 1973 không? 73 thì tôi mới bắt đầu vào Giáo Hoàng Viện, và tôi rời khỏi Giáo Hoàng Viện vào năm 1977, tức là sau 1975. Trước 1975 đó thì vào ngày 20 tháng 3 thì lúc đó là Ban Nghệ Thuật bị cộng sản chiếm rồi, và Đà Lạt có nguy cơ là sẽ bị cộng sản chiếm luôn. Thế cho nên là có một cái cuộc di cư, có một cái cuộc di tản. Giáo Hoàng Viện, toàn bộ Giáo Hoàng Viện là chuyển về Sài Gòn bằng đi bằng con đường ra Phan Rang, rồi từ Phan Rang đi đáp tàu vào Vũng Tàu, rồi từ Vũng Tàu về Sài Gòn. Thưa ông có thể kể cho cái cuộc di tản đó của Giáo Hoàng Học Viện không, như là những ai đi, những ai ở, và cái khung cảnh xung quanh lúc bây giờ nó có hỗn loạn lắm không? Nói chung thì ở Đà Lạt nhiều người dân không có ý thức được cái nguy hiểm của cộng sản nó vô, cho nên là chỉ có một số ít người họ di tản thôi. Nhưng mà Giáo Hoàng Viện thì tại vì các linh mục người Tây đó họ biết được là chế độ cộng sản cũng rất là bất lợi cho giáo hội, cho nên
mà các linh mục họ họ chịu trách nhiệm về các linh mục tương lai lúc đó, cho nên họ phải bảo vệ và họ họ tổ chức một cái cuộc đi di tản vào trong Sài Gòn. Thì chỉ có một số người, một số linh mục ở lại thôi, còn các chúng sinh là đều phải về về gia đình tạm trú, về nguyên tránh, quán về, vâng, về nói chung là về với gia đình của mình. Những người mà ở Đà Lạt thì nhiều khi họ ở lại với gia đình của họ, hoặc là họ họ theo gia đình cũng đi luôn. Những cái cảnh mà ở miền Trung họ bị coi như mất trước đó, họ có về Đà Lạt để mà coi như ở tạm trú tạm nhiều không, không có thấy những cái điều đó không? Chị nói ví dụ như là những cái thành phố Huế, Đà Nẵng khi mà người ta mất trước đó, người ta có những cái đoàn người mà về đó tản cư về đó không? Về Đà Lạt. Về Đà Lạt à? Vâng, khi mà Huế bị mất thì cũng có một số người từ Huế vào Đà Lạt vì họ có người thân ở đó. Nhưng mà nói chung á thì họ về Sài Gòn. Nhưng mà phải nói là muốn vào đó, muốn về Sài Gòn hay là gì đó thì cũng phải có thân nhân hay là gì đó. Và rất nhiều người hồi đấy là không có ý thức được cái nguy cơ khi mà bị cộng sản cai trị như thế nào, cho nên là họ cũng không có mạnh dạn trốn đi, nhất là khi mà phải bỏ cả một cái dinh cơ của cải ở ngoài đấy. Những ngày đó thành phố Đà Lạt có bị tấn công không? Về sau nói chung á là sau khi mà khi mà cộng sản chiếm được Ban Mê Thuột rồi đó, tức là chiếm được vùng cao nguyên Trung Phần rồi đó, thì đó là cái vị trí chiến lược. Khi mà người như tướng De Lattre, De Tassigny đó, ông ấy nói là chiếm được Tây Nguyên là chiếm được dễ dàng chiếm được tất cả cái miền Nam. Thế thì và lúc đó thì Mỹ đã quyết định bỏ Việt Nam. Và ông Thiệu là tổng thống lúc bây giờ đó, thì nghĩ rằng quân đội Mỹ rút quân ra khỏi miền Nam và không còn viện trợ cho Việt Nam về súng đạn nữa đó, thì ông ta chủ trương là rút, có gì chỉ bảo vệ lấy miền Nam thôi. Nhưng mà sau cùng thì ông ấy cũng họ tấn công mạnh quá và các tướng lãnh nhiều khi cũng bị hoảng loạn, cho nên bỏ. Và cuối cùng thì cả miền Nam cũng bị mất. Vâng, thưa ông, tức là những ngày tháng đó thì Đà Lạt cũng như là bỏ ngỏ thôi chứ cũng không có đánh đấm gì đáng kể, hay ông có biết chuyện không? Vâng, coi như là họ đi tới đâu thì dường như là rất ít khi bị chống lại, trừ có ở Long Khánh là lúc đó cái vị tướng ở Long Khánh họ quyết tử. Và rồi và ở Long Khánh đó, thì Việt Nam Cộng Hòa có thả một trái bom, hai trái bom CPU và làm cho quân đội của Cộng sản Việt Nam chết rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thì họ vẫn tiến về Sài Gòn được. Thường thì trở lại với Đà Lạt đó, thì ông về bỏ rời Đà Lạt cùng với những chúng sinh vào cuối tháng 3, thì ông 30 tháng 4, tức là gia đình ông ở xóm mới, ông về xóm mới hay là về đâu? Dạ, tôi về xóm mới. Và lúc đó thì các linh mục các linh mục người Tây, người Âu Châu hay là người Mỹ thì họ cũng về Sài Gòn, và họ dự tính là sẽ, nếu mà miền Nam Việt Nam còn thì họ sẽ lập một cái chủng viện ở đó để mà tiếp tục đào tạo. Nhưng mà sau 1975, sau 30 tháng 4 Việt Nam hoàn toàn bị chiếm rồi đó, thì tới tháng sau, tức là tháng 6 là họ lại kêu gọi mọi chúng sinh trở lại Giáo Hoàng Viện Đà Lạt. Và phải nói là sau 1975 thì Giáo Hoàng Viện Đà Lạt
không còn sinh hoạt giống như ngày trước nữa. Dạ. Và lúc đó thì các linh mục yêu cầu các chúng sinh phải thích hợp với, phải thích ứng với cái hoàn cảnh mới. Dạ. Và với cái chế độ mới. Dạ. Thì chế độ mới đó luôn luôn khuyến khích người dân đi lao động. Dạ. Cho nên nó là các chúng sinh là vừa vừa học mà vừa lao động. Dạ. Và chương trình là bị rút ngắn trở lại. Dạ vâng. Dạ. Xin hỏi ông thêm, tại vì sẽ muốn có một cái sự so sánh với trước và sau đó. Thì ban nãy ông có nói là ở trong giáo hoàng học viện thì có những vị giáo sư là người Pháp hoặc là người Anh. Thì thưa ông có thể nói về cái chương trình học của giáo hoàng học viện trong cái trước ngày 75 nó như thế nào? Trước 1975 đó thì giáo hoàng học viện là một cái nơi đào tạo những linh mục mà tương đối xuất sắc. Yeah. Thì họ thu thập cứ mỗi một giáo phận. Yeah. Thì các giám mục chọn lấy hai người. Yeah. Tương đối là ưu tú. Yeah. Để mà gửi lên đó để học. Yeah. Thay vì cho đi du học. Yeah. Tại vì các hàng giáo phẩm, tức là các giám mục Việt Nam thì thấy rằng là những cái cho các linh mục, cho các chúng sinh đi du học ở Pháp hay là ở những cái nước Âu Châu và Mỹ Châu đó, thì tới lúc khi trở về đó thì dường như là họ không còn thích ứng được với cái nền văn hóa của, và cái cách sinh hoạt của người dân bình thường nữa. Họ một phần nào bị Âu Mỹ hóa rồi. Thế cho nên điều đó nó bất lợi cho cái việc mà hòa đồng và mục vụ. Cho nên họ lập ra một cái chủng viện ngay tại chỗ. Thay vì cho đi du học thì cho lên học ở tại đó và đưa các giáo sư ở ngoại quốc về và học chương trình ngang với lại tất cả các đại học công giáo khác. Và nói chung thì các linh mục về đó dạy đó thì họ so sánh, họ nói rằng các chúng sinh Việt Nam cái trình độ hiểu biết của họ, nhận thức của họ thì nói chung là cao hơn là ở mấy cái đại học mà họ dạy ở bên ngoài. Cho nên là thì chương trình học thì khởi đầu là có 3 năm học triết học. Tức là nhiều hơn một năm so với các đại chủng viện khác. Yeah. Các chủng viện, đại chủng viện khác chỉ học có 2 năm triết học thôi. Yeah. Và 5 năm thần học. Yeah. Đang khi mà các đại chủng viện khác chỉ học có 4 năm thần học thôi. Yeah. Yeah. Và ngoài ra thì giữa mấy năm đó, khi mà học xong thần học năm đầu, thần học 1, thì là có một cái thời gian gọi là probation. Yeah. Để mà thử thách. Yeah. Thì là chúng sinh sẽ được gửi về một cái xứ đạo nào đó. Yeah. Để mà giúp cho ông cha xứ ở cái xứ đó. Yeah. Và học hỏi, làm quen với lại những cái vấn đề, những cái trách vụ của một linh mục để sau này mình biết. Yeah. Sau cái năm đó thì lại trở về học thần học năm thứ 2 cho tới khi học xong thần học năm thứ 5 thì là làm linh mục. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Tức là như vậy là hết 8 năm phải không ạ? Ít nhất là 8 năm. Dạ vâng. Ba đúng rồi. Dạ. 9 năm chứ. Ồ, 9 năm. Dạ. 3 năm triết học, 1 dạ. năm 5 năm thần học là 8 năm cộng dạ. với 1 năm đi thực tập nữa. Thực tập. Và... Dạ, 9 năm. Dạ vâng. Và ông vào năm 73 rồi ông ra năm 77. Còn muốn hỏi thăm ông là như vậy cái chương trình học sau năm 75 nó có gì thay đổi nhiều so với trước năm 75? Trước năm 75 thì mỗi một ngày nói chung là học giống như là các đại học khác. Yeah. Đại học công giáo khác ở trên thế giới. Yeah. Và không có phải đi lao động. Yeah. Thế nhưng mà sau 1975 đó. Yeah. Thì có chúng sinh phải vừa học vừa đi lao động. Là phải đi tới một cái khu đất nào đó để mà trồng khoai vân vân. Trồng khoai, trồng bắp, trồng những cái
đồ ăn để mà có thể tự sinh sống lấy. Thì cho nên là thường là chia ra buổi sáng thì một số lớp này học và một số lớp đi làm, buổi chiều thì một số lớp này học, một số khác còn một số kia đi làm. Thưa ông, thì ở bên ngoài xã hội đó, sau khi mà người cộng sản vào chiếm đóng miền Nam đó, thì tất cả các đại học đều nằm dưới cái quyền coi như là lãnh đạo chỉ đạo hay là coi như là manage của người của chính quyền, chính phủ, kể cả những đại học tư. Thì giáo hoàng học viện có ở trong hoàn cảnh đó hay là họ cho một cái chế độ riêng biệt hay sao? Sau 1975 á, thì các linh mục ngoại quốc chỉ ở lại được có 1-2 tháng thôi. Sau đó là họ bị trục xuất. Lúc đó thì giám mục thuộc địa phận Đà Lạt đó, họ mời những cái giáo sư người Việt Nam là các linh mục mà có trình độ vô dạy thay cho các cha Tây, và lúc đó thì dạy bằng tiếng Việt. Và chương trình nó bị rút ngắn trở lại. Và cách học là cũng nó không còn chất lượng, giống như nó không còn phẩm chất giống như là thời trước nữa. Cái nội dung nó là cái gì? Thí dụ họ có bắt học chính trị ở trong đó không hay như thế nào? Lúc đó thì chưa có cái quyết định đó của chính phủ. Nhưng mà về sau này đó, tức là cả chục năm sau á, thì mới có cái quyết định của chính phủ là bắt các chúng sinh phải học cả triết học Mác Lênin, học tư tưởng Hồ Chí Minh, vân vân. Thế như vậy thì có lẽ theo ông nghĩ rằng như vậy là giáo hoàng học viện đã được một cái đặc biệt nào đó không? Tại vì các đại học bên ngoài là họ phải dạy hết tất cả những cái vấn đề đó ngay từ những ngày đầu khi mà người cộng sản vào chiếm miền Nam, thì cái môn chính trị là cái môn đầu tiên họ và những người thầy giáo cũng như là những sinh viên á, sinh viên thì bên ngoài họ cũng coi như là khuyến khích đi thanh niên xung phong trước khi trở về học, rồi học Mác Lênin, học đường lối rất nhiều. Nhưng mà ông nghĩ là trong những ngày tháng đó, Hòa giáo hoàng học viện vẫn có được cái gì đặc biệt không? Giáo hoàng học viện chỉ tồn tại được có 2 năm sau đó. Tức là tới năm 1977. Thì lúc đó là chưa có phải học triết học Mác Lênin, mặc dù là ở bên ngoài các đại học là phải học rồi. Tôi còn phải nói thêm nữa là trước 1975 đó, thì ngoài cái việc mà các chúng sinh học cái chương trình đại học của Đại học Công giáo, giống như là các đại học công giáo khác ở trên thế giới đó, thì còn được ra Đại học Đà Lạt học. Lý do đó là cái bằng của giáo hoàng viện đó, thì nó có giá trị quốc tế. Tức là khi mà ra ngoài thì cái bằng cử nhân do giáo hoàng viện cấp đó, thì được các đại học công giáo trên thế giới công nhận. Nhưng mà lại không được chính phủ ở trong nước công nhận. Chính phủ trước năm 75 trước năm 75 đó. Thế thành thử ra đó là để các chúng sinh có được cái văn bằng của Việt Nam được công nhận thì họ cho ra đại học học ở ngoài. Nói chung thì tại vì cái chương trình học ở trong với lại chương trình học ở ngoài nó cũng có tương tự như nhau, mà ở trong thì học kỹ hơn rất là nhiều, cho nên là các chúng sinh khi ra ngoài học thì cũng đậu rất là cao. Tại vì sáng nay tôi uống cà phê hơi nhiều cho nên tôi cũng cần ra ngoài đi vệ sinh. Thưa ông có thể cho biết là cái những cái chương trình đó, rồi như ông nói ban nãy là nó ngang hàng với bằng cử nhân bên ngoài, vậy cái số người mà ra trường mỗi năm của giáo hoàng học viện có đông không? Nói chung thì hễ mà học hết chương trình ở trong đó thì hầu như là đại đa số là
có bằng cử nhân triết. Sau khi học 3 năm triết thì có bằng cử nhân triết. Và sau khi học 5 năm thần học thì có bằng cử nhân thần học. Thôi như thế thì những người mà giả dụ như mà được thử thách và được làm linh mục thì đi vào con đường phục vụ cho bên giáo hội Công giáo, nhiều những người mà không có được như vậy đó thì cái bằng họ có thể sử dụng bên ngoài được không? Họ làm gì? Dạ, thì nói chung á thì họ có thể thí dụ ra ngoại quốc chẳng hạn, thì cái bằng đó vẫn được chấp nhận. Vẫn nên sử dụng đi dạy học hay là dạy triết này kia. Tôi nghĩ là ở Hoa Kỳ này chẳng hạn thì cũng có thể là họ công nhận cái bằng đó chẳng. Thế ông thì trở lại cái năm 75 cho tới năm 77 mà ông còn ở trong giáo phạm học viện á, thì sau đó thì cái sự thay đổi về chương trình có nhiều không, và làm sao mà ông có thể tiếp tục học được, bởi vì lúc đó là chính phủ kiểm soát cũng nhiều thứ lắm, gia đình sao có tiền để đóng tiền để đi học. Không, nói chung là khi mà là khi còn ở tiểu chủng viện á, thế thì cứ mỗi một năm á, vào năm 1965 chẳng hạn, thì gia đình phải đóng mỗi một năm có 3.000 đồng thời đó. Rồi về sau nó tăng lên là khoảng 5.000 đồng một năm. Thế còn khi mà lên đại chủng viện thì giáo hội hoàn toàn là cung cấp tiền bạc về chuyện đó. Thì sau 1975 thì giáo hội vẫn cung cấp tiền để giúp cho các chúng sinh. Nhưng mà chương trình thì bị giãn lược lại. Tại vì bây giờ cũng phải đào tạo trong vòng bao mấy, dự tính là trong vòng 5 năm như vậy là cũng phải học xong chương trình. Cho nên là thứ nhất là giảm bớt những cái môn học phụ không cần thiết và để có thể bổ túc về sau khi làm linh mục. Cái thứ hai là chương trình nó rút ngắn lại. Mỗi một cái môn như vậy thì dạy sơ lược nhiều hơn là dạy cho nó đầy đủ. Cái chuyện mà thay đổi chương trình rút ngắn đó là tự mình trường làm hay là có cái đòi hỏi bên ngoài của chính phủ? Cái đấy là do các giám mục, những cái người phụ trách về vấn đề học hành của ở giáo hoàng viện họ quyết định như vậy, để chứ không phải là do bên chính để phủ. Mà thích ứng với lại cái hoàn cảnh đó, vừa phải đi làm mà vừa phải học. Tức là trước đây là học là chính, nhưng về sau họ phải làm lao động. Rồi tới năm 1977 đó, thì khi mà giáo hoàng học viện giải tán, thì người ta gọi là giải thể đó. Thì các chủng sinh lại trở về địa phận của mình. Thí dụ như ở Huế thì trở về Huế, tôi thì ở Sài Gòn trở về Sài Gòn. Và tùy đức giám mục ở mỗi địa phận sẽ gửi cái chủng sinh đó học ở đâu. Thì ở chủng viện Sài Gòn, ở giáo phận Sài Gòn thì có đại chủng viện Sài Gòn, cho nên là tôi cũng được về học ở đại chủng viện Sài Gòn năm 77 và năm 78. Thì cái chương trình học ở đại chủng viện Sài Gòn á thì cũng sáng học, chiều thì lao động, chiều thì cũng học học 1-2 giờ, sau đó rồi khoảng 4 giờ, là 4 giờ hay là 3 giờ là bắt đầu lao động ở đó. Thì họ lao động, họ sản xuất mảnh trúc đó. Rồi làm lá buông, tôi không biết là để làm cái gì. Nón lá. Đúng rồi, để làm nón lá. Thưa ông thì ban nãy ông có nói đến những giáo sư ngoại quốc phải về cái tình trạng có ở đại giáo hoàng học viện có thiếu giáo sư sau 75 không? Sau 75 chỉ học có 2 năm là giải tán. Thì nói chung là các những cựu sinh viên, tức là những linh mục mà xuất thân từ giáo hoàng viện hoặc là những linh mục ở Đà Lạt mà đi du học về đó, thì họ
có nhiều giáo sư phải dạy một hai môn. Dạ. Thì nói chung là các môn học thì đều đều có người dạy. Dạ vâng. À, thưa ông, chuyện gì mà họ lại giải thể cái trường giáo hoàng học viện? Cái giáo hoàng viện là do dòng tên họ phụ trách. Dạ vâng. Mà cái dòng tên đó thì thời đó bị Cộng sản coi đó là một cái dòng phản động nhất. Dạ vâng. Vì lý do tại sao? Tại vì trong quá khứ đó, dạ vâng, thì có lẽ dòng tên là một cái dòng chữa họ phục vụ giáo hội một cách đắc lực nhất là một. Cái thứ hai là họ chắc họ cũng có những cái thành tích chống lại Cộng sản ở trên thế giới. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Khi họ quyết định đóng cửa thì họ làm những gì? Họ đuổi sinh viên về, tu sinh về, họ coi như lấy hết những... Dạ, họ lấy những cái cơ sở đó. Cơ sở. Về sau họ dùng cái cơ sở giáo hoàng viện đó để là cái khu nội trú cho những cái sinh viên hoặc là công nhân học, phục, nói chung là phục vụ cho cái lò nguyên tử ở Đà Lạt. Đó. À. Những cái công nhân mà làm ở lò nguyên tử đó thì về đó nội trú. Thưa ông, rồi chuyện gì xảy ra cho những tu sinh như ông khi mà ông đã, trường đã đóng cửa và dạ, vâng. Tức là các chúng sinh trở về với cái giáo phận mà trước đây đã gửi về gửi đến giáo hoàng viện. Dạ. Thế thì có nhiều cái chúng sinh những cái giáo phận nào mà không có chủng viện đó thì họ gửi về những cái giáo phận mà có chủng viện. Và có những cái chủng viện, thí dụ như chủng viện Sài Gòn chẳng hạn, thì là lúc đó chia ra làm hai loại chủng sinh. Một loại chủng sinh nội trú, tức là ở trong đó luôn, và một loại chủng sinh ngoại trú. Thì tùy theo cái hoàn cảnh. Thí dụ như các chúng sinh mà thuộc giáo phận đó, thì là được nội trú. Còn những cái chúng sinh mà do các dòng hoặc là do những cái địa phận khác gửi tới đó thì nhiều khi là ở ngoại trú. Thế ông rồi ông có tiếp tục tu học được không? Tôi năm 1978 á, tức là sau khi học ở Đại Chủng Viện Sài Gòn 2 năm thì tôi xuất tu. Lý do đó là nói chung là tôi thấy cái đời sống nói tôi vấn đề của tôi đó là có những cái điều mà những cái nội dung thần học mà tôi học ở trong Đại Chủng Viện tôi thấy nó cũng khó chấp nhận đối với tôi. Thí dụ như tôi lấy ví dụ như một số những cái tín điều về hỏa ngục chẳng hạn. Đối với tôi thấy nó cũng khó chấp nhận, tại vì một Thiên Chúa mà người ta vẫn nói là lòng lành, nhân từ và công bằng, thế mà lại phạt một con người với những cái hành động hữu hạn. Tội đương nhiên là nó cũng là hữu hạn. Thế mà lại phạt bằng một cái hành động vô hạn là ở dưới hỏa ngục muôn đời, thì tôi thấy nó có nhiều cái mâu thuẫn chẳng hạn. Và nhiều cái khác nữa. Thế cho nên là tôi thấy lương tâm của tôi không cho phép tôi là đi rao giảng những cái điều mà mình không có tin chắc chắn. Chính vì thế cho nên sau khi mà tôi ra khỏi chủng viện thì tôi dành ra rất là nhiều thời gian để mà đi tìm hiểu về các tôn giáo khác. Và cũng chính vì tôi đi tìm hiểu về các tôn giáo khác cho nên là nói chung tôi có một cái nhìn rộng rãi hơn về các tôn giáo. Và tôi có viết thành những cuốn sách, thí dụ như cuốn Phật giáo dưới cái nhìn của Kitô hữu. Đó là một trong những cái cuốn sách mà tôi giới thiệu đạo Phật cho người Công giáo. Tôi tìm hiểu đạo Phật cả mười mấy năm
Rồi tôi viết cái cuốn sách này. Sau đó rồi tôi cũng có viết những cái cuốn như là đối thoại tôn giáo để mà trình bày cho người công giáo thấy rằng là các tôn giáo nó có những cái giá trị của nó. Và sở dĩ mà người công giáo không có hiểu được đạo Phật, hoặc là đạo Phật không có hiểu được công giáo, là vì do mỗi một tôn giáo nó được xây dựng trên cái nền tảng văn hóa khác nhau. Đó, văn hóa mà Kitô giáo dựa trên đó, đó để mà xây dựng nên cái, để mà giải thích thánh kinh và xây dựng cái lý thuyết của mình á, đó là cái triết học và nền và văn hóa Tây phương. Đó. Nó mang tính nhị nguyên và tĩnh. Đang khi mà cái những cái tôn giáo ở Đông phương á, thì họ xây dựng trên cái triết học Đông phương, nó mang tính nó mang tính nhất nguyên và nó mang tính động. Thành thử ra khi mà cùng giải thích thánh kinh thì nếu mà giải dựa trên một cái nền văn hóa nhất nguyên và động á, thì cách giải thích nó sẽ khác với lại cái cách giải thích của một người dựa trên một cái nền triết lý nhị nguyên và tĩnh. Thế thì tôi nghiên cứu về triết Đông và tôi cảm thấy phù hợp với lại cái triết nhất nguyên và động của Đông phương hơn. Đó, về sau này khi mà tôi viết những cuốn sách để mà giới thiệu các tôn giáo cũng như là trình bày những cái vấn đề mới của giáo hội. Thí dụ như cái nhu cầu là phải diễn tả cái sứ điệp Kitô giáo phù hợp với lại cái nền văn hóa của Việt Nam. Thì tôi có viết một cái cuốn sách về hội nhập văn hóa. Thì khi mà tôi viết những cuốn sách như vậy thì tôi đem tặng, tôi cũng cứ in ra và tôi đóng thành sách như vậy tôi tặng cho mọi người. Và nhờ vậy đó mà nhiều linh mục, nhất là các linh mục dòng, họ đọc những cái cuốn sách của tôi, họ thích lắm và họ mời tôi dạy triết cho các nhà dòng của họ. Và tôi đã dạy triết chừng 3-4 năm trước khi mà tôi lên tiếng đấu tranh cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền. Vậy thưa ông, bây giờ ông là người Công giáo hay là Phật giáo hay là đạo giáo? Tôi vẫn là người Công giáo. Nhưng mà tôi có một cái nhìn rộng rãi hơn những người Công giáo khác về các tôn giáo. Tức là đối với tôi, sau khi mà tìm hiểu nhiều tôn giáo khác nhau thì tôi thấy rằng là các tôn giáo có chung một cái cốt tủy. Và nếu mà người ta hiểu được cái cốt tủy của tôn giáo này thì người ta cũng dễ dàng hiểu được cái cốt tủy của cái tôn giáo kia. Nhưng mà những cái cốt tủy đó nó được bọc một cái vỏ bên ngoài, một cái hình thức bên ngoài rất là khác nhau. Và đôi khi nó mâu thuẫn lẫn nhau nữa. Nhưng mà những cái mâu thuẫn lẫn nhau đó theo triết lý của Tây phương á, thì một khi đã mâu thuẫn lẫn nhau á, thì đương nhiên là một cái đúng và một cái sai. Nhưng mà với triết lý nhất nguyên của Đông phương á, thế thì hai cái mâu thuẫn nhau vẫn có thể cùng đúng một lượt. Đó, tôi lấy thí dụ như bây giờ người ta nói, một người nói là cái tờ giấy này là màu đen, một người nói nó màu trắng, hay là cái dĩa này đó, nó lõm, một cái người kia nói nó lồi, thì đó là cả hai cái đều, hai cái cách phát biểu xem ra nó mâu thuẫn lẫn nhau nhưng mà nó vẫn có thể cùng đúng một lời. Tại vì triết lý nhất nguyên á, thì họ coi là thực tại nó đa diện, cho nên hai cách nhìn từ hai cái mặt khác nhau hay là từ nhiều mặt khác nhau có thể khác nhau hoặc thậm chí là mâu thuẫn lẫn nhau nhưng mà vẫn có thể cùng đúng. Đang khi mà triết lý Tây phương thì dường như coi thực tại nó chỉ có một mặt thôi. Cho nên là hễ mà khác nhau hoặc là mâu thuẫn lẫn nhau thì sẽ có một cái đúng và một cái sai.
Thưa ông thì trở về cái đời sống xã hội sau một cái thời gian tu học để muốn trở thành một vị linh mục như thế, thì một cái người thanh niên 26 tuổi là năm 1978 ông trở về với xã hội thì ông làm thế nào để thích ứng? Sau năm 1978 tôi xuất ra khỏi tu viện thì tôi đi thuê nhà ở Sài Gòn. Khởi đầu thì tôi thuê một cái căn nhà ở đường Nguyễn Biểu ở gần cầu Chữ Y, và tôi đi dạy học. Lúc đó thì tôi dạy kèm tư gia, dạy toán, dạy dạy các môn cho những cái gia đình nào họ có con muốn học thêm. Rồi dần dần rồi tôi dạy sinh ngữ, dạy tiếng Anh và tiếng Pháp. Mới đầu thì dạy cho tư gia, về sau này thì khi mà có những cái trung tâm sinh ngữ họ mở ra đó thì tôi cũng đi dạy cho các trung tâm sinh ngữ. Rồi có một thời gian đó thì khi mà tôi viết sách á, thì có thì tờ tờ báo Công giáo và Dân tộc họ cũng mời tôi viết báo cho họ sau khi họ đọc những cuốn sách của tôi. Rồi các linh mục họ cũng mời tôi dạy học cho các tu viện. Và nói chung á thì khi mà dạy học cho các tu viện thì họ trả lương cũng khá lắm. Hồi đấy ở đại học á, thì mỗi một giờ chỉ được chừng 50 ngàn. Và ông nào dạy giỏi lắm thì mới được 100 ngàn một giờ. Tiếp Là cũng khoảng tốt. 50 ngàn là khoảng mấy đô la? 50 ngàn thì khoảng hồi đấy là 15 ngàn một đô la, Ba đô thì khoảng hai 3 ba đô, đô ba ba đô. Nhưng mà ở trong nước đó thì lương như vậy là cao lắm. cao lắm Còn tôi thì ít nhất đó, cái tu viện nào mà nghèo nhất đó, thì họ cũng trả cho tôi 30 ngàn. Tu viện nào mà khá đó thì họ cũng trả cho tôi 40 ngàn một giờ một tiết. Còn có tu viện nào mà khá nữa thì họ trả 50 ngàn một giờ. Mà đang khi đó dạy ở trong tu viện thì sướng hơn là dạy ở đại học ở ngoài. Thứ nhất là ít người, cái thứ hai là học các tu sinh thì học hành chăm chỉ và có kỷ luật hơn. Còn ở ngoài thì một lớp đông lắm. Thế như vậy là cái thu nhập của ông cũng cũng đến nỗi gì chưa? Cũng thoải mái chưa? Nói chung thì tôi thu nhập tốt, tôi sống nói chung là sau khi tôi lập gia đình rồi thì tôi cũng gia đình tôi tương đối cũng tạm cuộc sống, nhất là về sau này khi mà tôi bắt đầu dạy học cho các tu viện. Rồi cái thứ hai đó là tôi sau khi mà tôi xuất ra thì tôi cũng vẫn tiếp tục phục vụ xã hội. Tại vì cái tôi có cái ngày trước tôi đi theo cái lý tưởng linh mục đó, thì nói chung cái lý tưởng đó, tức là làm cho người ta trở nên tốt hơn, làm cho người ta sống với có một cái đời sống tâm linh cao hơn đó. Thế thì cho tới bây giờ thì cái lý tưởng đó vẫn còn ở nơi tôi, nhưng mà cái cách thực hiện đó, thì nó đi theo một cái lối khác rồi. Đó, đối với tôi thì cái lý tưởng linh mục, linh mục có một cái lý tưởng, còn thể hiện ra bằng cách làm linh mục thì đó là một cái cách thể hiện, cách một cái phương cách để mà thực hiện cái lý tưởng đó. Và bây giờ thì tôi cái lý tưởng đó nó vẫn còn y nguyên và tôi phục vụ theo cái cách khác của tôi. Thưa ông thì ông lập gia đình vào năm nào? Tôi lập gia đình vào năm 1983. Ông hiện có bao nhiêu người con ạ? Tôi có hai người con, một người con trai, một người con gái năm nay là 26 tuổi và một người con trai năm nay 17 tuổi, hai đứa cách nhau 9 năm. Những người con này cũng được đi học không có gì khó khăn chứ ạ? Sau khi tôi lên tiếng đấu tranh cho tự do tôn giáo, rồi sau đó cho nhân quyền và dân chủ đó, thì sau khi tôi lên tiếng được 1 tháng, được 2 tháng đó, thì công an nhà nước bắt đầu mời tôi làm việc, và họ tịch thu máy vi tính rồi in ra những
những cái bài viết của tôi, những cái bài viết đấu tranh cũng như là bài viết tôn giáo, và những cái bài viết, những cái bài mà tôi lưu trữ ở trong máy từ những người khác viết về đấu tranh dân chủ, họ in và họ làm việc với tôi trên những cái bài đó. Thì gia đình tôi cũng bị phiền nhiễu. Con của tôi đó thì nói chung thì vẫn được học, nhưng mà con của tôi nó thấy bố chịu đấu tranh như vậy nó cũng chịu ảnh hưởng. Tôi lấy thí dụ như đứa con gái của tôi, năm nó học lớp 12, thì lớp 12 thì phải học cả hai môn sử, một môn sử thế giới và một môn sử Việt Nam. Cái sử Việt Nam sau 1975 đó thì là lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 hay là 45 gì đó cho tới về sau này. Thì con gái của tôi năm suốt từ đầu niên học cho tới cuối niên học là môn sử Việt Nam nó luôn luôn là zero điểm. Tại vì viết sai cái bài học của chính phủ đưa ra hay sao? Nó tức là nó không chịu học cái môn đó, cho nên là nó trả lời bậy bạ hay là giấy bỏ trống. Thì cô giáo thấy như vậy á, giữa năm mới hỏi tại sao mà em lại như vậy. Em nói là em học không thuộc. Thế nhưng mà cô ấy bảo tại sao lại học không thuộc, tại sao mà cái lịch sử thế giới em lại học có khi được điểm tốt lắm, không bao giờ bị zero điểm cả. Thế dồn nó quá thì nó trả lời là tại vì em biết cái lịch sử này bà xạo. Nói thẳng luôn, vừa khóc vừa trả lời. Thưa ông, thì như ông nói là một tu sinh rồi đi về nhà, sau đó là ông bắt đầu cuộc đời nhà giáo lại, thì đời sống cũng không có đến nỗi gì lắm. Vậy thì tại sao thì ông lại nghĩ đến cái chuyện phải đấu tranh? Cái việc đấu tranh nó xuất phát từ cái nhu cầu, cái đời sống tâm linh của tôi. Có thể nói là tôi là một cái người rất là quan tâm tới đời sống tâm linh. Và tức là ngay từ hồi nhỏ như tôi nói với chị đó là tôi đã được đạo luyện như vậy, và đúng lý ra là tôi đã là linh mục. Thế nhưng mà vì tôi năm 1978 đó, khi mà tôi 77-78 thì khi mà tôi học ở Đại Chủng Viện Sài Gòn đó, thì tôi bắt đầu đọc những cái cuốn sách của Lão Tử, của Trang Tử. Và trước đó khi mà học ở Đại học Đà Lạt trước 1975 đó, thì tôi có học triết lý Ấn Độ. Thì khi mà tiếp xúc với lại triết lý Ấn Độ cũng như là về sau này đọc triết lý của Trung Hoa, nhất là của Lão Tử và Trang Tử đó, thì tôi thấy rằng trước hết là tôi thấy được cái nền triết học, hai cái nền triết học giữa Tây và Đông đó, nó khác nhau, và tôi càng thấy cái triết học Đông phương nó phù hợp với tôi hơn là triết học Tây phương. Và khi mà đọc Trang Tử và Lão Tử thì mấy ông này một cách nào đó là giải phóng cho tôi để tôi có thể tư tưởng tự do. Và một phần nào đó tôi cũng chịu ảnh hưởng của triết học Descartes, là chỉ tin những gì sau khi đã chứng minh. Và ông Descartes là ông ấy nghi ngờ hết tất cả và đặt lại toàn bộ tất cả những cái vấn đề triết học hay là những vấn đề nào mà mình tin tưởng đặt lại vấn đề hết. Thì tôi sau khi mà trở thành một cái người tư tưởng tự do đó, thì tôi bắt đầu đặt lại vấn đề hết tất cả, và sau đó thì tôi thấy rằng có nhiều cái mà mình không chấp nhận được, nó có những cái phi lý ở trong cái nền thần học. Thì lúc bây giờ tôi mới ra ngoài tôi nghiên cứu về các tôn giáo, nhưng mà cái đời sống tâm linh của tôi đó, thì nó tôi vẫn rất là quan tâm tới đời sống tâm linh, vẫn phát triển đời sống tâm linh theo cái cách, theo cái đường hướng mới của tôi, chứ không có theo cái đường hướng chung của giáo hội. Nhưng mà tôi vẫn
tôi vẫn phục vụ giáo hội, tôi vẫn nghiên cứu về thánh kinh, tôi vẫn bám vào Kitô giáo, bám vào lý thuyết của Kitô giáo để mà so sánh. Thì chính vì tôi có những cái hoạt động rất là tích cực ở trong giáo hội, chẳng hạn như tôi tham gia vào ba cái hội công giáo tiến hành, hội đoàn công giáo, thí dụ như là hội Couples for Christ, tức là gia đình cùng theo Chúa, xuất phát từ Philippines. Tôi là một trong những cái, hai vợ chồng tôi là một trong bốn người tham gia cái hội đó đầu tiên khi mà hội đó du nhập vào Việt Nam. Những năm nào ạ? Vào khoảng năm 1994-95 gì đó. Rồi khi mà hội, về sau này tôi chuyển sang một cái hội khác là hội Coping, gốc ở Bình Đức, cũng là một cái hội quốc tế. Thì tôi trở thành một national president của cái hội đó. Lúc đó thì có khoảng 2.000 thành viên. Thì khi là một cái người lãnh đạo ở cái hội Coping đó thì tôi phải đi phát triển ở khắp nơi, tôi đi khắp đất nước, từ trong là khởi đầu là trong Nam, xong rồi ra miền Trung, rồi ra miền Bắc. Đi tới đâu thì tôi cũng gặp các giám mục ở đó để mà xin được phát triển ở cái giáo phận của họ. Thì đi cái linh đạo của Coping á, nó là chủ trương là phải sống cái tinh thần của Chúa Giêsu, sống cái tinh thần của giáo hội, áp dụng vào trong cái đời sống trần thế, cụ thể hóa nó trong cái đời sống trần thế. Và một trong những cái chủ trương của Coping á là phải làm chủ lịch sử, làm chủ giáo hội, làm chủ và phải chống lại bất công. Trong Coping đánh bẩn như thế nào? K-O-L P-I-N-G Coping. Chị qua bên Đức, cái trụ sở của nó gốc là ở Köln, Cologne ở bên Đức. Thì và họ nhấn mạnh tới cái tinh thần liên đới. Chính vì thế khi mà Linh Mục Nguyễn Văn Lý lên tiếng cho tự do tôn giáo thì tôi cảm thấy rằng Linh Mục Nguyễn Văn Lý lên tiếng đấu tranh cho tự do tôn giáo là đúng. Ông ấy nói là ở Việt Nam không có tự do tôn giáo là đúng. Và tôi thấy rằng nếu mà để cho ông ấy lên tiếng có một mình thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà có nhiều người lên tiếng cùng giống như ông ta thì sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Và nếu mà có 100 người hay là 1.000 người lên tiếng thì lại càng ít nguy hiểm cho ông ta nữa. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng tôi phải lên tiếng để mà ủng hộ Ngài trong cái tinh thần liên đới. Thế nhưng mà bên cạnh cái thao thức đó thì vẫn có một cái nỗi sợ. Tại vì khi mà lên tiếng cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý đó, và đấu tranh cùng với ông đó, thì chắc chắn là sẽ bị công an trù dập. Thì tôi có một người bạn, đó là anh Vũ Sinh Hiên, một người đã từng viết cũng là đấu tranh cho tự do tôn giáo mà viết ở trong cái tờ báo Thư Nhà xuất bản ở bên Pháp và được phổ biến ở Việt Nam một cách chui. Khi gặp tôi á, thì tôi chia sẻ cái nỗi thao thức của tôi thì anh ấy nói là anh kết nếu mà anh muốn sống theo lương tâm thì bắt buộc anh phải trả giá thôi. Anh không chấp nhận trả giá thì đừng có nói rằng anh sống theo lương tâm. Đó, vì cái câu nói đó mà tôi sau cái buổi trưa ăn cơm với anh ấy nghe câu đó thì tối hôm đó là tôi quyết định đấu tranh và tôi bắt đầu viết bài ủng hộ Linh Mục Nguyễn Văn Lý và kêu gọi Hội đồng Giám mục Việt Nam lên tiếng ủng hộ Linh Mục Lý và đấu tranh cho tự do tôn giáo. Thưa ông có thể nói cụ thể
đấu tranh tự do tôn giáo mà đặc biệt là ông liên kết với cha Nguyễn Văn Lý, thì ông có thể nói cho biết là tôn giáo đã bị khó khăn những gì để khiến quý vị phải đứng dậy để đòi cái tự do tôn giáo cho người dân Việt Nam? Nói chung là thì tự do tôn giáo khởi đầu khi mà cộng sản lên nắm quyền đó là họ họ muốn triệt tôn giáo, tại vì họ cho rằng tôn giáo là một là thuốc phiện mê dân theo cái lời nói của các Mác. Cái thứ hai đó, tôn giáo là một cái nơi mà một cái có thể nói là một cái lực lượng quần chúng rất là đông đảo, các linh mục, các thượng tọa, các tu sĩ của các tôn giáo đó, nói một tiếng đó, là người dân người ta tuân theo rất là dễ dàng, họ tín nhiệm vào cái lương tâm của các tôn của các vị lãnh đạo là một. Cái thứ hai đó là họ cũng ở nơi tôn giáo họ nhận được những cái sức mạnh tâm linh vân vân, thế cho nên là tôn giáo trở thành một cái lực lượng. Và trở thành một lực lượng thì đối với cộng sản là họ rất là ngại, cho nên là họ tìm cách tiêu diệt, đó là khởi đầu. Sau khi họ chiếm được miền Bắc là họ tìm cách tiêu diệt tôn giáo. Tiêu diệt như thế nào? Cụ thể là họ làm cái gì? Trước hết là họ bắt những có nhiều cha, nhiều linh mục bị vô tù và chết rụng tù. Với lại họ vẫn nghi ngờ là đạo Công giáo là có liên kết với hải ngoại, với Vatican, với chế độ thực dân v.v. Và họ tìm cách hạn chế các sinh hoạt, không cho dạy giáo lý, rồi và họ ép nhiều người dân không được theo đạo v.v. Thế nhưng mà sau một thời gian rất là dài, họ thấy rằng không thể tiêu diệt được tôn giáo. Tôn giáo càng tiêu diệt thì họ họ càng rút vào âm thầm và họ càng mạnh mẽ và họ chống lại cộng sản. Về sau này khi mà càng ngày họ giao thiệp với quốc tế đó, thế thì bị áp lực quốc tế, họ phải tôn trọng nhân quyền, nhất là thế giới họ đòi hỏi phải có tự do tôn giáo. Thì lúc bây giờ họ chấp nhận là cho các tôn giáo được sinh hoạt trên cái bề mặt lễ hội, tức là được làm lễ rồi được đi dự lễ, nhưng mà cái việc mà phát triển cái tâm linh ở bên trong á, mà thì họ tìm cách làm sao để mà hạn chế cái chuyện đó. Và cái thứ hai là họ tìm cách biến cái tôn giáo thành công cụ và trở thành một cái thứ thuốc phiện đích thực, tức là làm cho người dân chỉ còn biết quan tâm tới đời sống về sau này, chứ còn không có quan tâm tới đời sống xã hội, đời sống thực của mình nữa, và không còn đấu tranh nữa. Thế như vậy thì nhất là khi mà họ đã mua chuộc hoặc là blackmail các linh mục, những cái linh mục nào mà có những cái phốt, có những cái người ta gọi là nắm được tẩy các linh mục đó, thì nhiều khi họ điều khiển được những cái linh mục đó, thì những cái linh mục đó dần dần trở thành cái công cụ cho họ. Thưa ông, thì ở những cái chuyện khác, thí dụ như là ông đang đi tu thì họ đóng cửa nhà tu giáo hoàng học viện, còn những người khác mà tất nhiên là nói tự do tôn giáo thì phải có những cái phát triển là phải đào tạo, thì những cái người mà đi tu ở trong dân mà muốn đi tu có dễ dàng không? Nói chung thì trước 1975 thì ai muốn đi tu đó, thì phải do một cái ông cha xứ của mình giới thiệu. Và phải khi mà vô trong chủng viện thì phải đi thi, phải ở trong đó khoảng một tuần lễ để và
để họ coi xem là tính nết như thế nào, có phù hợp với đời sống tu trì hay không, có giữ kỷ luật được không. Cái thứ hai đó, đó là có đủ thông minh hay không, tức là họ sẽ phải thi năng lực thể lực, năng lực đúng. Rồi họ coi về vấn đề sức khỏe như thế nào. Thì như cái thời gian mà tôi đi vào trong trường viện đó, thì cái số người xin vào đi thi đó để mà nhập trường viện là khoảng 400, nhưng mà họ chỉ lấy trên 100 người thôi. Thì những cái người mà thi trượt đó thì có thể là qua năm sau thi lại, hoặc là nghỉ luôn. Thông nói trở lại cái vấn đề là có dễ dàng đi tu lắm không, tức là hồi xưa đó muốn đi tu thì cứ đi tu thôi và phải qua cái process, tức là những cái thử thách của bên và phải hội đủ những điều kiện của bên tôn giáo. Nhưng mà sau này đó thì khi người cộng sản họ chiếm đó, thì cái việc đi tu có muốn đi tu có như vậy nữa hay không, hay là họ bắt buộc họ phải qua cái sự đồng ý của chính phủ thì mới được đi tu. Ngày xưa đó thì chỉ có sự đồng ý của vị linh mục thôi, và họ theo cái tiêu chuẩn tâm linh mà của đạo, tức là bên đạo họ có quyền quyết định cho cái phật của họ. Dạ vâng. Nhưng mà bây giờ thì nhưng mà bây giờ đó thì ngoài cái việc ngoài cái tiêu chuẩn của giáo hội thì còn có cái tiêu chuẩn của nhà nước nữa. Mà nhà nước cộng sản đó thì họ thấy thí dụ như đó là con của một ông trưởng ấp cũ, hay là con của dính líu đến chính quyền cũ, chính quyền cũ thì là họ loại bỏ. Rồi cái thứ hai đó là nếu mà cái em đó đã có những cái hành động nào đó mà có vẻ cứng đầu cứng cổ hay là khó bảo đối với họ, hoặc là đã có những cái biểu hiện phản đối với chính quyền chẳng hạn, thì cũng sẽ bị loại bỏ. Rồi khi mà lên, nhất là khi mà lớn rồi đó, để mà gia nhập vào đại chủng viện đó, thì lúc đó là các chủng sinh đã, những người mà xin vào có thể là đã là hai mấy tuổi, có khi ba mấy tuổi, thì họ coi xét cái quá trình của người đó. Tức là theo ông nói đó thì ngày xưa đi tu đó là tự nguyện, là mình và mình muốn thì mình đi, và những cái điều kiện cũng như là những cái thể lệ của nhà tu là hoàn toàn là do bên tôn giáo, hay là nói rõ đây, ở đây ông nói chuyện công giáo là bên giáo hội công giáo Việt Nam và Vatican quyết định. Và bây giờ thì cái sự quyết định ngoài cái chuyện đó ra phải được cái sự đồng ý của chính phủ nữa. Tất cả mỗi một giai đoạn từ tiểu chủ viện đến đại chủ viện, đến lúc mà nghe nói là sắp sửa được linh mục, họ cũng phải ký giấy mới được làm linh mục, phải không ông? Vâng, tức là phải được chính quyền chấp nhận mới được làm linh mục. Ngay như các giám mục chẳng hạn, thì hội đồng giám mục muốn phong chức cho một linh mục nào đó lên làm giám mục, thì trước hết đó là phải được Vatican chấp nhận, tức là phải có một cái danh sách đưa lên Vatican, Vatican đồng ý cho những người này người này, sau đó rồi mới đưa cái danh sách của Vatican đó cho nhà nước, nhà nước coi xem những cái vị này có thể chấp nhận được hay không, rồi mới cho. Tức là họ đòi cái quyền phê chuẩn cả những người từ vấn đề học tiểu chủ viện, đại chủ viện, lên đến linh mục, rồi lên giám mục, cái tất cả mọi chuyện đó là hệ đều kiểu có phải có cái, ở đây gọi là cái blessing của họ hết, phải không ạ? Họ coi như là họ có quyền veto. Thưa ông thì còn những người bên coi như những người tín đồ thì sao, họ có được đi nhà thờ đi lễ dễ dàng hay không, rồi đi vào trong nhà thờ đó thì họ có được làm tất cả những cái chuyện họ làm không ở toàn cõi Việt Nam này? Hiện giờ đó thì ở những cái thành phố lớn, những cái nơi mà tai mắt quốc tế họ có thể tới được đó, thì người dân được tự do đi lễ, tự do đến nhà thờ, và các linh mục thì được phép làm lễ ở trong những cái nơi quy định. Còn ở những cái chỗ mà xa xôi đó, không, thì nhiều khi linh mục tới thì bị cấm, bị cấm làm lễ, hoặc là giáo dân theo đạo nhiều khi bị trục giật.
rồi cái nói chung đó là họ để cho cái bề ngoài, những cái gì mà nó mang tính bề ngoài của tự do tôn giáo thì họ để cho rất là tốt đẹp, để mà thế giới, những cái người mà không có nhìn sâu vào vấn đề tự do tôn giáo thì họ thấy là giáo dân đi lễ nhiều, người chùa đông đảo thì người ta nghĩ là đó là tự do tôn giáo, nhưng mà thực sự ra đó chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Cái tự do tôn giáo nó phải là cái sức sống của cái tôn giáo ở bên trong. Thí dụ như ngày xưa đó, thì các tôn giáo có báo chí và phổ biến cho mọi người, hay là có một cái chương trình ở trên TV hay là trên đài phát thanh mỗi tuần là bao nhiêu giờ đó mà được chính phủ chấp nhận dễ dàng. Còn bây giờ thì hầu như không có những cái phương tiện đó. Và muốn đi rao giảng ở chỗ nào đó nhiều khi phải được giấy phép của chính phủ. Và nói chung đó, thì những linh mục nào mà dễ bảo và nhất là sẵn sàng giúp đỡ họ hoặc làm là làm reporter cho họ thì là những linh mục đó được họ tạo điều kiện dễ dàng để mà làm những cái công việc, và nhất là họ cũng dễ dàng lên chức. Còn những cái vị nào mà cứng đầu, nhà nước yêu cầu cái này yêu cầu cái kia mà cứ lấy lương tâm của mình ra mà xét xem có nên cho hay không đó, thì những linh mục đó là rất dễ bị khó dễ và cũng khó lên chức. Có một hỏi thăm ông, có một cái từ người ta gọi là tu chui, mà tức là underground priesthood, thì ông có thể cho biết cái đó là cái gì không, như thế nào không? Cái thời sau 1975 đó, những cái khoảng chừng 10 năm đầu thì lúc đó cái việc mà đi tu nó rất là khó khăn, chính quyền kiểm soát rất là kỹ. Thế thì có nhiều người là đi tu được một số các linh mục huấn luyện một cách đặc biệt riêng, sau đó rồi chuyển chức linh mục cũng chui, không có công bố ra ngoài. Tôi quen với lại một số linh mục được chịu chức như vậy. Tức là trong giáo hội mà ngầm hiểu với nhau thì cái vị đó là linh mục, nhưng bên ngoài thì không dám xưng mình là linh mục. Không dám xưng mình là linh mục, và nhưng mà vẫn với một số giáo dân thì họ biết đó là linh mục. Những cái vị linh mục đó đó thì thường sẽ làm lễ ở nhà và cũng hoạt động một cách bí mật để mà giúp cho giáo hội, cho các tâm hồn. Nhưng mà về sau này thì dường như cái việc mà tu chui như vậy thì không còn nữa. Họ cũng cho phép đi tu bây giờ. Có nhiều vị chui về sau này được công nhận. Linh mục. Nhưng mà cái tình trạng tu chui, nhất là những cái tu viện của các bà sơ đó cũng còn tu chui không, hay là bây giờ tương đối là cũng tất cả mọi người đều đi tu rồi? Về phía bên nữ đó thì dường như cái vấn đề tu chui cũng ít lắm. Trong cái thời gian đào tạo đó thì nhiều khi họ cũng tu chui ở phía bên nữ thì nó không gắt giống như ở bên nam. Nói chung là phụ nữ thì ít bị nhà nước nghi ngờ hơn là phía bên nam. Thành thử ra nhưng mà cái việc mà cấm đoán để mà đi tu thì nó vẫn luôn luôn có, cho vẫn bị hạn chế, cho nên là các nữ tu đó nhiều khi họ xin đi tới nhà dòng nhiều khi không được, chẳng hạn họ không được chính quyền cấp cho đó, thì nhiều khi họ cũng cứ tới một cách nào đó để mà vẫn được đào tạo để trở thành tu sĩ. Tôi cũng nghe kể và không biết là ông nói xem có đúng không, là có những nhà dòng nữ là họ có những người tu chui và bên ngoài thì họ tìm cách là chính phủ là họ cứ lâu lâu hoặc là cũng thường xuyên lắm, họ buổi tối họ đến họ vào với lý do là khám xét hộ khẩu, rồi những bà mà tu gọi là chui tức là không được phép đó, là phải chạy trốn ở những gốc cây hoặc ngoài vườn, hoặc là chạy là có khi họ bị bắt rồi phải
phạt xong mới được trở về vân vân, những cái chuyện nó có chưa? Chà, có đó. Dạ vâng. Nhưng mà có lẽ bây giờ thì đỡ hơn rất nhiều. Dạ. Cái thời gian đó là cái thời gian mà có lẽ khoảng chừng 20 năm sau 1975. Dạ vâng. Càng về càng trước đó thì nó càng có nhiều hơn. Tầm 2000 đổ về trước thì chắc một cái tình trạng dạ. Nó có nhiều. Dạ vâng. Dạ. Nhưng mà về sau này thì tương đối là tự do hơn. Dạ, bớt hơn rồi. Dạ vâng. Nhất là sau khi mà Việt Nam muốn hội nhập vào thị trường hay là cái cộng đồng của thế giới. Dạ vâng. Thưa ông thì cái việc tranh đấu của ông với lại cha Lý đó, thì ông có thể nói về cái vấn đề mà thành lập cái khối 8406 là không? Như thế nào không? Chúng tôi là một người đấu tranh sau khi cha Lý lên tiếng chừng 2 tháng thì tôi bắt đầu lên tiếng ủng hộ ngài. Và chính vì thế cho nên là tôi lúc đó là số người mà ủng hộ Linh Mục Nguyễn Văn Lý ít lắm. Trước đó thì có một số những người lớn tuổi rồi, thí dụ như ông Hà Sĩ Phu, ông Nguyễn Thanh Giang, ông Hoàng Tiến vân vân, thì đó là những cái người mà thuộc thế hệ trước, coi như là đấu tranh nhưng mà thuộc thế hệ trước, bây giờ thì họ già cả hết rồi và họ cũng không còn hoạt động nữa. Thì cái thế hệ đấu tranh sau đó, tức là cỡ khi mà Linh Mục Nguyễn Văn Lý bắt đầu lên tiếng thì là tôi là một trong những cái người thuộc loại đầu tiên là ủng hộ ngài. Và cho tới ngày hôm nay đó là tôi đã cái quá trình đấu tranh là cũng được 10 năm rồi. Thế thì sau khi mà Linh Mục Nguyễn Văn Lý đi tù về vào khoảng năm 2005. Vì sao họ ngài bị đi tù, sao bị tù? À, sau khi mà ngài lên tiếng đấu tranh cho tự do tôn giáo vào năm 2000, cuối năm 2000. Thì sau đó ngài đấu tranh mạnh quá cho nên là họ bắt ngài vào tù. Rồi đấu tranh bằng cách là viết bài hay là viết bài và lên ngài viết những cái bài kết án cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo với những bằng chứng thế này thế kia. Rồi khi mà công an tới mà bắt ngài đó thì ngài viết những cái biên bản bản án kết án họ là vi phạm, rồi họ tung lên net vân vân. Rồi thế thành thực ra đó là cộng sản Việt Nam bắt ngài từ cái họ đạo Nguyệt Biểu, đưa về họ đạo An Truyền để mà nghĩ là bứng ngài khỏi cái gốc đó mà đưa về một cái giáo xứ khác thì giáo xứ khác họ sẽ không ủng hộ. Nhưng mà cái giáo xứ An Truyền là một cái giáo xứ đông người hơn. Và sau đó cái giáo xứ đó họ lại ủng hộ ngài một cách rất là tích cực. Và cái ảnh hưởng của ngài đối với thế giới, nhất là đối với người Việt hải ngoại rất là lớn, cho nên đó là cộng sản Việt Nam đã bắt ngài vào năm tháng 10 năm 2001. Cho tới khoảng tháng 10 năm 2005 thì ngài ra. Thì khi mà ngài ra như vậy đó thì tôi cũng lại gặp ngài. Và sau đó thì tôi lúc đó ở Sài Gòn liên kết với tạo điều kiện để ngài gặp ông Trần Khuê, gặp kỹ sư Đỗ Nam Hải, gặp để mà cùng liên kết lại với nhau. Thì sau đó là chúng tôi quyết định là sẽ phải thành lập một cái tổ chức. Thì cái cuối cùng là nó ra cái khối 8406. 84 là ngày 8 tháng 4 năm 2006. Tôi cũng là một trong những người góp công thành lập cái khối đó. Thưa ông thì ông nghĩ gì về cha Lý? Phải nói là cha Lý là một người rất là can đảm. Và ngài uh,
rất là nhiệt tình đối với giáo hội. Và cái việc mà Ngài đấu tranh thì tôi cũng nghĩ nó cũng giống như tôi thôi, tức là xuất phát từ cái đời sống tâm linh của Ngài, chứ không phải là vì một cái tham vọng chính trị, hay là Ngài chỉ là làm những cái gì mà lương tâm nó đòi buộc thôi. Tức là muốn được tự do để mà theo một cái tôn giáo nào mình muốn và làm những cái công việc mà mình muốn làm, phải không ạ? Thế nhưng mà Ngài đó thì bên cạnh những cái Ngài thì có, Ngài là một cái người hoạt động và suy nghĩ rất là nhanh và đôi khi vội vàng nữa. Ngài thấy cái chuyện gì mà cần làm thì chưa có, nhiều khi chưa cần biết là nó có hại gì cho mình hay là cho người, cho nhưng mà Ngài thấy trước mắt là làm là Ngài làm. Cho nên là tôi thì tôi thấy rằng Ngài cũng có vẻ hơi bốc đồng một chút. Và tính của tôi cũng một phần nào đó cũng là bốc đồng đó. Nhưng mà tôi thấy rằng chính những người bốc đồng như vậy thì lại làm được nhiều việc, nhất là trong những cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng như vậy đó. Chứ còn nếu mà suy nghĩ kỹ quá thì lại không dám làm. Đó, cho nên giữa cái sự khôn ngoan và cái sự hèn nhát, nhiều khi người ta cũng không định được cái ranh giới. Khôn ngoan quá đó thì rất là dễ trở thành hèn nhát. Mà nó can đảm quá đó thì dễ trở thành ngu xuẩn. Đó, thế thì cái mà định được cái ở giữa nó rất là khó. Thế thì phải nói là như tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng có một chút nào đó bốc đồng. Tức là khi mà thấy lương tâm nó thúc đẩy hay là cái cảm xúc nó mạnh lên, nó thấy là cứ thế là làm thôi, chứ còn không có can đảm làm theo cái lương tâm của mình, mình không có xét là nó sẽ hại như thế nào, vân vân. Thì Ngài là một con người như vậy đấy. Thế ông thì làm sao mà ông có mặt ở Mỹ ngày hôm nay? Tôi đấu tranh nhân quyền ở bên Việt Nam tương đối cũng khá mạnh. Thế cho nên là cái mạng lưới nhân quyền ở Việt Nam Cali này, họ trao giải thưởng cho tôi vào cuối năm 2006. Thì cùng với lại kỹ sư Đỗ Nam Hải. Thì họ gửi giấy mời tôi, nói chung là bất kỳ một cái người được trao giải thưởng nào thì cũng đều có giấy mời để mà qua Cali lãnh giải thưởng. Chẳng có một người nào có khả năng đi qua bên đó cả, tại vì không có giấy phép của cộng sản. Nhưng mà tôi đó, trước khi tôi đấu tranh cho tự do tôn giáo đó, thì tôi đã xin visa, tôi đã xin passport để mà qua Ấn Độ dự một cái một cái đại hội nghị của các nhà thần học ở Á Châu. Tôi thì tại vì tôi viết sách và làm việc trong giáo hội về vấn đề thần học, cô Pinh nó chỉ là một cái hội đoàn thôi, chứ còn tôi có tên trong, tôi tham gia vào ba cái tiểu ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong đó có vấn đề tôi là một người viết về thần học Á Châu, nghiên cứu về thần học Á Châu, viết về vấn đề đối thoại tôn giáo, viết về hội nhập văn hóa. Đó là những cái vấn đề rất là mới trong giáo hội, cho nên được mời qua bên đó để dự. Thì tôi có sẵn cái passport đó, nhưng mà đúng đi ra là tôi đi vào năm tháng 5 năm 2006. Thì tôi có, nhưng mà tôi đấu tranh vào đầu năm 2006 cho nên tôi không đi được qua Ấn Độ. Thì tôi có sẵn passport đó. Khi mà có giải thưởng như vậy đó thì anh Đỗ Nam Hải anh ấy đề nghị với tôi là cứ xin visa Mỹ qua bên đó. Và tôi xin visa Mỹ thì Mỹ cho đi một năm ngay. Tôi xin đi 3 tháng thì được một năm. Và khi mà đúng visa là tôi nghĩ là xin là xin vậy thôi, chứ còn không chắc thì có thể đi được. Là vì đi đường Tân Sơn Nhất đó là họ sẽ chặn lại. Thế nhưng mà cuối cùng tôi quyết định là đi đường Campuchia. Và tôi qua Campuchia một cách bất hợp pháp. Cái hành trình của ông như thế nào? Ông đi xe đò hay sao? Tôi
2 giờ sáng là tôi rời khỏi nhà, tại vì công an nó bao vây ở nhà tôi từ 6 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Cho nên là tôi phải đi thuê taxi từ ở nhà đi vào 2 giờ sáng, rồi tới Mộc Bài và chờ ở đó, thuê nhà đó, thuê cái phòng ở đó cho tới 8 giờ sáng thì mới bắt đầu đi vào cái cửa khẩu Mộc Bài để xin qua. Nhưng mà người ta khám phá ra là tôi là một trong những người không được xuất ngoại, cho nên họ yêu cầu tôi đi về. Và tôi thì tôi nghĩ là đi về, phải đi về thôi. Nhưng mà vừa mới ra khỏi cổng đó thì có một anh xe ôm đó, họ chạy tới, họ bảo anh không đi à? Tôi nói là công an không cho tôi đi. Thế là anh ta bảo là vậy anh có muốn đi bằng đường khác không? Thế là họ tôi bảo được. Thế là hỏi giá bao nhiêu, họ nói 30 đô la. Thế là họ chờ tôi đi qua đường ruộng qua bên kia tới một cái casino ở bên đó. Thì tôi mới biết, lúc đó tôi mới khám phá ra rằng đó là mấy cái anh xe ôm này là chuyên môn chở người đi bạc, và họ tưởng tôi là người đi đánh bạc. Và 30 đô la đó thì trong đó anh ta chỉ được 10 đô la thôi. Khi mà đi qua chỗ ấy thì nó vẫn có những cái kiểm soát của công an ở giữa công an Việt Nam, công an Việt Nam và có lẽ cũng phía bên kia là công an Campuchia. Thì cứ đút cho mỗi người là 10 đô la, mỗi một cái chạm như vậy 10 đô la, bên kia 10 đô la. Thế là rất là thoát rồi. Thoát. Từ chỗ Mộc Bài đã đến Nam Bang à? Và ông đi bằng cái nào? Thì tôi thuê taxi về Nam Bang. Và ở Nam Bang tôi mới đầu thì tôi thuê khách sạn. Nhưng mà khi mà vào cái reception ở đấy đó, họ yêu cầu trưng giấy tờ ID thì tôi thấy nguy hiểm quá. Công an, tôi biết là ở bên Campuchia là đầy dãy công an tình báo của Cộng sản Việt Nam. Thế cho nên lúc đó là tôi mới gọi liên lạc với lại cái hội công binh ở bên Đức giúp đỡ. Thì ở bên Đức lúc đó thì có một cái anh rất là có cảm tình với công binh. Anh ta là thông dịch viên cho các bộ trưởng, anh ta biết 6 thứ tiếng. Anh ta là người Việt gốc ở Trà Vinh. Thì lúc đó anh ta đang ở Đức. Thì hội con tinh mới giới thiệu anh ta. Thì lúc đó thì anh ta đã đọc cái tiểu sử của tôi. Ở trên internet đó. Thì trong đó có nói là tôi là hội trưởng hội con tinh và đang tranh đấu cho nhân quyền. Thành thử ra là anh ta mới nhờ người cậu của anh ta ở Campuchia giúp đỡ tôi. Thế là cần đi đâu hay là cần thuê phòng là anh ta giúp đỡ tôi. Anh ta thuê phòng lấy tên của anh ta và tôi ở đó. Như vậy công an mà có tới không biết. Và tôi ở và cuối cùng thì nhờ cái sự giúp đỡ của cái anh ở bên Đức với lại can thiệp với lại chính quyền ở đó thì họ trục xuất tôi khỏi Campuchia. Nhưng mà thay vì trục xuất về Việt Nam thì họ cho trục xuất tôi qua Mỹ. Đại khái là như vậy. Vậy thì bên Mỹ là ông có visa thì ông không có khó khăn gì vấn đề vào Mỹ phải không ạ? Dạ vâng, không có gì về vào Mỹ. Và tôi ở đây 2 năm. Chờ, và tôi dự tính là hễ mà Việt Nam mà bớt đàn áp đi đó, thì tôi sẽ trở về để tiếp tục đấu tranh. Nhưng mà một phần là vì tôi bị Cộng sản Việt Nam ra lệnh gọi là bắt truy lùng truy nã warrant arrest đó. Rồi cái thứ hai là càng ngày thì cái mức độ đàn áp nhân quyền và bắt bớ các nhà đấu tranh ở trong nước gia tăng chứ nó không có giảm xuống. Cho nên tôi biết là nếu mà về thì tới 90% là vào tù tiếp. 90% là vào tù. Thế cho nên là tôi
sau khi mà tìm cách gia hạn visa ở đây thì ở đây 2 năm là họ không còn cho gia hạn thêm nữa, thì bắt buộc tôi phải xin tị nạn. Và xin tị nạn thì tôi vẫn dự tính là sẽ về, cho nên không có bảo lãnh vợ con qua. Nhưng mà luật sư sau khi tôi tị nạn được 4 tháng rồi, luật sư nói là chỉ còn có 2 tháng nữa thôi. Anh nếu mà anh không có đưa vợ con qua, không có xin đưa vợ con qua thì sau 6 tháng là anh không có thể xin được nữa. Nhưng mà về sau anh có xin thì phải qua chờ cái thể lệ khó khăn. Phải chờ sau khi mà có quốc tịch hay là có thẻ xanh gì đó mới có thể được. Thưa bà, nhà với hai người con của ông đã qua đây được. Đã qua đây, tức là tôi xin, sau đó tôi xin vào tháng 4 năm 2009, tôi xin thì tháng 10 là bà xã tôi qua đây. Thưa, đời sống của gia đình ông hiện tại như thế nào? Hiện giờ thì bà xã tôi làm phone receptionist cho một vài cái văn phòng. Còn tôi thì tôi đang kiếm một cái việc làm nào đó thích hợp. Tôi thì tôi có nhiều khả năng nhưng mà lại rất là dở về sinh ngữ, tức là nghe và nói. Nói thì tôi còn nói được, còn nghe thì rất là dở. Tôi viết lách hay là gì đó thì tốt lắm. Thế ông nghĩ người con thì sao, có trở lại học không hay là? Con của tôi thì có một cháu trai qua bên này. Bây giờ thì nó đang học trường Elsick ở đây, High School, đang học lớp 10. Còn đứa con gái thì phải ở lại vì quá 21 tuổi. Và có gia đình thì chắc? Chưa có gia đình. Thưa ông thì ông nghĩ gì về cái tiền đồ tranh đấu của ông cho tự do dân chủ cho Việt Nam? Ông nghĩ rằng ở Việt Nam về có cái cơ hội gì mà cái cuộc cách mạng Hoa Lài chị ở bên Phi Châu cũng như là bên Trung Đông lan được tới Việt Nam không? Hiện giờ thì tôi thấy rằng nó đang lan tới Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng mà nói là phải nói là cái việc mà biểu tình mà lật được Đảng Cộng sản đó, thì khó hơn ở Bắc Phi và Trung Đông rất là nhiều. Lý do đó là ở Trung Đông và Bắc Phi đó, thì các chế độ độc tài ở đó là chế độ độc tài của cá nhân hoặc là nhiều lắm là của một cái phe nhóm nhỏ hoặc là gia đình trị. Còn ở Việt Nam đó, thì nó là cả một cái đảng, một cái bộ chính trị đó, và nó được bảo trợ bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho nên việc lật rất là khó. Cái thứ hai đó là Cộng sản Việt Nam có một cái bộ máy đàn áp và thống trị rất là hùng hậu so với lại những nước kia. Tại vì phải nói là Cộng sản Việt Nam rất là giàu có ở cái chỗ là cứ mỗi một năm á, là người Việt hải ngoại gửi về Việt Nam cả 8 tỷ cho tới 10 tỷ. Đó là tương đối là có thể kiểm soát được. Còn không chính thức thì không, thì chắc cái số đó cao hơn rất là nhiều. Cho nên là họ dùng cái số tiền mà họ có được đó để mà củng cố cái bộ máy cầm quyền của họ, mua chuộc người này, mua chuộc người kia. Cho nên là có nhiều cái người sẵn sàng trung thành với chế độ để mà bảo vệ cái nồi cơm cũng như là cái địa vị, cái quyền lợi của mình, cho nên cũng hơi khó. Nhưng mà hiện giờ đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị lung lay rất là nhiều. Thứ nhất là chia rẽ nội bộ do ăn chia không đều. Cái thứ hai đó là ở hải ngoại, trên thế giới hiện giờ là người ta đang xử những cái cách của họ đối xử với những nhà độc tài ở Trung Đông mà có vẻ rất là những cái người đó khó lòng mà thoát được. Thứ nhất là các số tiền của họ trong các ngân hàng thế giới là đều bị phong tỏa. Cái thứ hai đó là họ cũng không có trốn gì đâu được. Và chắc chắn trong tương lai thì thế giới sẽ xử họ. Thế thì đó là một cái mẫu gương rất là hữu hiệu
cho Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam. Họ thấy gương đó, và nói chung là vấn đề tiền bạc đối với họ, tôi nghĩ là họ vơ vét, họ có những cái có hàng tỷ đô la ở hải ngoại, thì nếu mà bây giờ bị phong tỏa cái đó là họ, đối với họ đó là cái vấn đề rất là nghiêm trọng đối với họ. Và nếu họ không có kịp thời hoặc đối xử cách khôn ngoan với người dân á, thì tương lai của họ cũng không chắc gì có thể khá hơn những cái vị lãnh tụ độc tài ở Trung Đông và Bắc Phi. Thưa ông, thì nhìn thấy cái thành phần chủ lực của cái cách mạng Hoa Lài ở Bắc Phi cũng như là ở Trung Đông, thì cái giới trẻ trí thức trung lưu rất là đông đảo, và họ là những người đứng lên thành phần chủ lực trong cái cuộc cách mạng này, thì ông nghĩ là cái thành phần trẻ và trí thức ở Việt Nam có đông đủ, có đông đảo không, và họ có thể trở thành một cái lực lượng mà hướng dẫn cái cuộc cách mạng này đi đến thành công không trong tương lai không? Hiện giờ thì tôi thấy rằng là cái giới trẻ ở trong nước càng ngày càng có nhiều người ý thức về cái hiểm họa của cộng sản. Và họ cái quyền lợi trước hết là những sinh viên đại học khi mà ra ngoài tốt nghiệp rồi, họ cũng nhiều khi cũng chả biết làm cái gì nữa. Họ không có thất nghiệp rồi, cái việc mà tuyên truyền ở trên internet đó, nó rất là hữu hiệu. Hiện giờ cái số trang blog dân chủ, blog thì ai cũng có thể lập được mà không có tốn tiền, cho nên hiện giờ người ta thống kê là ít nhất có khoảng từ 5 cho tới 10.000 cái trang blog dân chủ của học sinh, sinh viên họ làm ở trong nước, và họ giới thiệu với nhau. Trang blog dân chủ nào thì cũng có những cái bài vì dân chủ, rồi những cái bài viết những cái tư tưởng của sinh viên, họ nghĩ về chế độ như thế nào, thế rồi họ truyền cho nhau đọc, họ giới thiệu cho nhau qua email. Thế là hình thử ra là cái ý thức của sinh viên đối với cái hiểm họa cộng sản nó càng ngày nó càng gia tăng. Theo ông về tương lai Việt Nam trong 5-10 năm tới là cái gì ạ? Tôi nghĩ rằng cái hiện giờ chúng ta cũng chưa thể biết được. Tại vì tôi thấy cái việc mà bùng nổ một cái cuộc biểu tình như vậy đó, rất có thể xảy ra tại Trung Quốc, trước tiên là tại Trung Quốc, và cũng có thể ở tại Việt Nam. Xảy ra thì nhiều khi không biết vào lúc nào, có thể là ngày mai, có thể là tháng sau, có thể là năm sau, nhưng mà cũng có thể là lâu hơn nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chắc cũng không lâu đâu. Ông là một trong những người ở trong nước cũng mới ra đây thôi, thì ông có cái nhận định gì về cái cộng đồng người Việt hải ngoại của mình ở đây, đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ? Nói chung là người Việt ở hải ngoại không có đoàn kết. Cái cuộc đấu tranh, người Việt có một cái tinh thần đấu tranh rất là cao so với các quốc gia khác. Nhưng mà họ đấu tranh một cách rời rạc, không có liên kết lại thành một cái nhóm. Cho nên đó là cái lực lượng nó bị tản mát và không có tập trung vào. Cho nên ngay cả trong cái chuyện lobby chính phủ Hoa Kỳ chẳng hạn, thì các dân tộc khác đó, họ ít người hơn, họ lobby ít hơn, nhưng mà họ thống nhất với nhau. Còn người Việt thì rất nhiều người lobby, nhưng mà không có một cái nhóm nào lobby mà đại diện cho cả cái cộng đồng người Việt hải ngoại ở Hoa Kỳ cả. Thế thành thực ra nó không có sức mạnh, và nó không có làm cho cái người Việt, cái chính phủ Hoa Kỳ là quan tâm lắm. Đó. Cho nên cái điều quan trọng nhất để mà có thể giúp cho hải ngoại có một cái sức mạnh, đó là người Việt phải đoàn kết lại với nhau. Nhưng mà cho tới bây giờ thì có biết bao nhiêu cái nỗ lực để mà kêu gọi đoàn kết thì đều
chưa thành công. Thì tôi cũng chưa biết là, nhất là lại có cái sự phá đám của đâm bị thóc bị gạo của Cộng sản Việt Nam ở hải ngoại này nữa. Họ có rất là nhiều tiền bạc để mà mua chuộc người này, mua chuộc người kia, và những người nào chống cộng mà hay là đấu tranh dân chủ mà không có một cái lương tâm vững chắc, mà bị tiền bạc nó chi phối quá mạnh, không thắng được thì dễ dàng trở thành tay sai cho họ đó. Và họ có cả một kế hoạch rất là tinh vi để mà gây chia rẽ các cộng đồng người Việt, và tôi thấy hiện giờ là người Việt đang bị chia rẽ rất là trầm trọng. Thưa ông, bây giờ cũng khá dài rồi, có lẽ là hỏi ông suốt ngày cũng không hết những vấn đề, đặc biệt là ông mới ở Việt Nam, qua tình hình Việt Nam như thế nào. Nhưng mà chúng tôi cũng chỉ có thời hạn nhất định, do đó mà chúng tôi cũng muốn hỏi thăm ông, hỏi câu cuối của ông là ông muốn chia sẻ những điều gì mà chúng tôi chưa có hỏi và ông muốn nói không? Cũng có rất là nhiều điều để mình chia sẻ. Nhưng mà về sau này đó, thì nếu mà chị cần hỏi thêm tôi thì có thể trả lời qua điện thoại, hoặc là nếu cần thì chị có thể viết email rồi tôi đánh máy ra cũng được. Tôi trả lời qua email cũng được. Tùy. Thưa đây, tại vì nó là một cái oral history, tức là hỏi ông và sẽ được gói ghém lại thành một cái bio để đưa vào những cái bài học, những cái bài nghiên cứu đó. Thành thử ra mà chúng tôi không oral là tức là ông phải đứng trước công kính để mà trả lời. Do đó thì cũng nếu không, hiện tại bây giờ không có điều gì để, tất nhiên là ông rất muốn chia sẻ rất nhiều, nhưng mà trong cái lúc này thì chúng tôi cũng xin thay mặt hội và giới trẻ chân thành cảm ơn ông đã bỏ cái thời giờ quý báu để mà đến đây để mà chia sẻ những cái điều tâm huyết cũng như là những suy nghĩ, những trăn trở của ông cho thân phận của một người Việt Nam, đặc biệt là người Việt ở xứ Mỹ này. Thưa, cảm ơn ông rất nhiều. Dạ vậy, tôi cũng rất là vui khi mà được góp phần vào trong cái gì đó cho cái nước Mỹ này, nhất là cho cái công việc mà tôi nghĩ là rất là cần thiết của cái nhóm của chị. Và nếu cần tôi cộng tác cái gì đó thì tôi cũng sẵn sàng. Dạ vâng. Cảm ơn ông rất nhiều. Dạ.